không, à để làm chữa chữa đem đi. Bật con cái bếp. Ừ, thôi nhá, em cho bán hàng thôi nhá. Đừng có để non quá. Ủa chứ ngốc la sao mà toát ra hết vậy? Không có. Mẹ cứ chiên cho con hai mặt đi. Cháu này lấy hả? Ờ.